Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái với phong cách rất là công sở này. Hãy cùng tô với mình nha. Dùng màu hồng. Chiếc mũ thì mình dùng màu vàng nha. Thank you.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.